Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục chuỗi series hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Realtor. Thì bài học hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách xuất bản vẽ gia công của Shikichi và Paneruzu. Thì để xuất bản vẽ Shikichi với lại Paneruzu thì các bạn vào mục Kakuzu này, Katagami này. Thì đối với những cái Obari Hashira hay mà Bachira thì các bạn xuất ở phía ngoài này, xuất ở chỗ Sakuzu đây, các bạn chọn xuất ở đây này. Nhưng mà riêng với cái Shikichi với lại Paneruzu thì các bạn vào trong chỗ Kakuzu Katagami này cho mình. Đây, ở đây các bạn vào chỗ Kakoshisho, cái mục mà mình sẽ xuất chỉ thị gia công thô á. Thì phía bên cạnh nó đây, ở đây thì các bạn sẽ xuất chỉ thị gia công thô nhé. Còn phía bên cạnh nó đây là có Koa với lại Shikichi này. Cô A thì có, đó là bản vẽ Paneruzu đó. Thì còn đây là Shikichi Zu. Đây, mình sẽ xuất bản vẽ Paneruzu trước nhá. Thì đây, đây là cái những cái bản vẽ Paneruzu của mình. Bây giờ mình sẽ xuất nó. Thì cũng tương tự như là xuất ở với Genshin thôi, xuất Katako thôi. Thì các bạn cũng chọn hết cái đống này, những cái bản vẽ này 8 bản, các bạn chọn mục Shichiroku đây, chọn Shiru hết nhé. Rồi sau đó các bạn bấm vào nút Shichiroku xuất ra. Ở đây các bạn chọn cho mình file lâu nhá, F5, F6 hay DIF, DWG gì đó. Thì mình thường mình sẽ xuất ra DIF. Đây là tên bản vẽ, mình sẽ đặt nó là 201228. Tên công trình, sau đó tới đây là Paneruzu hay Paneruzu. Rồi ở phía cái mục mà đếm số, số đếm của tên bản vẽ mình sẽ chọn là mục Kara như mình như thường lệ. Phía bên này tên phụ mình sẽ chọn là Nice nhé. Rồi các bạn bấm vào nút OK đây, rất đơn giản. Rồi nó đã thông báo này, đã xuất ra cái bản vẽ của mình rồi. Bây giờ các bạn sẽ vào cái ổ đĩa mà các bạn xuất ra nhé. Bên mình nhé, mình sẽ lưu nó ở trong ổ C này, SF Data 4 này. Công trình này phần DF, mục này là Paneruzu đây. Đó thì nó sẽ xuất ra hai bản như thế này, các bạn mở lên thử nhé. Đúng ngày không? Ngày 28 tháng 12 này, 17 giờ 19 phút này. Rồi, các bạn mở lên. Đây. Thì đây là một bản vẽ Paneruzu nhá. Thì khi xuất ra thì các bạn nhớ kiểm tra lại cho mình là mấy cái giá xuất trừ này, bề dài của nó, rồi chiều dài của nó, đai A, mark đủ chưa. Bạn kiểm tra xem số lượng của nó so với Paneruzu nhá. Đó, thì đây là phần xuất Paneruzu. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái xuất Shikijizu nhé. Shikijizu cũng tương tự như là Paneruzu thôi. Các bạn qua tab bên này, tab bên phải đây, Shikijizu đây. Thì các bạn cũng chọn hết nó. Đây có một, bạn các bạn để ý này, có một chỗ này, nó đang để Shinai này. Thì các bạn nhớ kiểm tra mấy chỗ này nhé. Ví dụ để Shinai thì nó sẽ không xuất ra đâu. Bạn chọn Suru cho mình. Rồi, chọn hết cái này, bấm xuất. Đó, cũng chọn file như bình thường thôi, để ép đây tên là 20 2012 28, CC đây là Shikiji rồi nhá. À, Shikiji đây mình cũng sẽ để là từ một cả nhá, bên này sẽ Nice rồi. OK. OK, xuất xong rồi. Xuất xong rồi á, thì mình lại vào đúng cái chỗ hồi nãy nhá. Đó, chỗ ổ C này.
đã đặt thầu 4 đây, công trình đây, đây áp CQGU đây. Đó, nó xuất ra 8 file này, 8 cây đó. Bạn mở lên xem. Đó, thì cái CQGU mình xuất ra nó sẽ bao gồm cái panel user của mình cộng với lại bracket tổ nhá. Thì đối với khi làm CQGU thì các bạn chỉ cần panel user cộng với bracket tổ đủ. Còn những cái phần nhỏ này thêm vào sau này thì các bạn bỏ đi và đợi thêm vào lúc lắp Komono nhé, lúc mà một cái hạt sữa hoàn chỉnh á thì mình sẽ lắp cái phần phụ này lên. Còn bây giờ các bạn chỉ cần biết rõ cái vị trí của bracket này cộng với panel user này. Đó, đây là một bản vẽ CG nhé. Thì bài học hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.